Ok, hello anh em. Hai ông team hơi buồn tí. Mấy hôm nay bận quá chả clip được cho mấy anh em. Mình vừa đọc qua một chút về cái bản cập nhật của mình thì có khá là nhiều cái thay đổi, và trong đó có một cái thay đổi khá là quan trọng khi mà anh em mua VIP Platinum. Thì hồi xưa VIP Platinum của anh em cứ chỉ cần vào gói Eshop này, anh em chỉ cần vào Eshop phải không? Đây, giờ ở đây là có sự thay đổi rõ rệt này. Ví dụ hồi xưa anh em mua Eshop vào VIP, sau đó anh em sẽ mua gọi là VIP Platinum này phải không? Rồi anh em nhận accept, sau đó anh em nhận buy. Thì sau khi anh em nhận được phần thưởng ở bên mục store, cửa hàng của eShop, và anh em nhận nó, thì sau khi mà anh em nhận nó đến eShop thì ngay lập tức tài khoản của anh em sẽ được kích hoạt Platinum. Nhưng bây giờ đã có một sự thay đổi mới. Sau khi mà anh em nhận mua VIP Platinum á, thì anh em ăn xong á, anh em phải ra ngoài website, anh em đăng nhập tài khoản của anh em vào. Đó, anh em phải mở khoản nó lên, mở cái tag VIP Platinum. Thì hiện tại mình đang có một VIP Platinum của cái ADK, nhưng mà VIP này là VIP từ streamer nên mình không bật được. Để anh em nào có từng mở chưa để cho mình một cái review xem. Hình như là VIP này nó sẽ có cái tag, tag là cái gì? Tag là một cái tên Platinum ngay ở trên đầu này, nhân vật. Giờ nha, giờ mình sẽ đi lần lượt tất cả thứ tự. Em sẽ đi lần lượt luôn tất cả các thứ từ tất cả các thay đổi này. Thì cái đầu tiên khi mà mình đập vào mắt chỉ là cái set Lucky này. Set Lucky hiện tại sẽ được khóa bỏ cái level. Hồi xưa là một level 150 mới mang được set Lucky 2. Bây giờ là mang được ngay từ level 0 luôn. Đây, để em mở lại cái con Đắc Lộc nha. Anh em thấy này. Chia lại màn hình con Đắc Lộc này cho anh em thấy rõ. Đây, con Đắc Lộc hiện tại có một cái chân này. Có một cái chân anh em thấy không? Hồi xưa ở ngay trên chỗ minimum level required là nó yêu cầu level 150. Nhưng bây giờ là không cần phải lên level 150 nữa, mà chỉ cần mới vào tạo tài khoản và phát là mang được ngay cả cái set đồ này luôn. Không đập được like này. Đó là cái đầu tiên. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với cái thứ hai. Cái thứ hai là nó kêu là tăng maximum stack từ 10 lên 50. Cái này thì em vẫn chưa có cái để test, mà em cũng hiểu rõ nhiều cái từ này, coi thử nó nói là gì. Đây, tăng cộng dồn thuộc giải từ 10 lên 50. À, anh em mình cùng thử luôn nha. Cái thuốc giải là đây, về Norencia để hiểu cái này nhất. Cái này 5 DPK thì chắc phải mua cái này nhiều. Đây này, hồi xưa cái bình thuốc giải này là chỉ có là 10 thôi. Giải băng này, giải độc này, bây giờ mua là được 50 luôn. Cái này thì admin nó update để cho mục đích là DPK mà thôi. Với lại một số anh em đi săn bọt giống như một số map như Raikon hay là Atlan thì nó đỡ bị đóng băng hơn. Tiếp tục với cái update tiếp theo, cứ đi lần lượt từ trên xuống dưới. Cái update tiếp theo này, ModChain này. ModChain bây giờ là 5 Bullet. 5 Bullet rồi thêm một cái Keno Platinum VIP nữa. Cái này khi mà anh em đăng nhập vào game thì thấy rõ là server 13, server 14. Nó có thêm một server 13 nữa. Và server này là server đơn PVP, nghĩa là anh em có VIP thì vào được thôi. Tí nữa mình sẽ coi lại cái nhân 5 này, nhân 5 level này. Cái này thì chắc là đổi lại thôi gì. Sang tháng mới lại đổi file bằng 5 viên B. Lần trước là hình như 5 viên Rata. Nó thử có phải không? Và nó đã update, nó sửa lại chưa? Không được anh ơi, 45 phút kìa. Nó có quy định của mình đó rằng sau 45 phút mới được quay. Chứ em cũng muốn làm một tí nghỉ khỏe mà. Đây, đổi lên này. Đổi từ Correct sang Bullet ra này. Đợt này thì phế, đợt này thì Bullet thì có giá hơn nhiều. Xoay cái động này tốt lắm. Ok anh. Rồi, tiếp nhá. Tiếp tới cả update tiếp theo. Thêm một channel này, nào nói đây này. Eshop Raikon này. Admin Divided. Và thêm một gói mới. Nhiều thông tin hơn. Đồ 1KB. 1KB bạc xoay cũng phế đấy. Rồi để xem nha, để xem Eshop có gì mới. Eshop giờ có thêm gói Starter Package này. Có thêm một gói 2000 GP. À 2000 con. Gói này sẽ có một set Lucky 2/15, hai cái package. Không hiểu cái này là cái làm gì anh em nhỉ? Nhân một cái hòm đồ mở rộng, cái rương, cái vòng này là cái rương nha anh em, cái rương mở rộng. Cái này anh em đi làm nhiệm vụ cũng được. Cái này là Worminghouse tăng 20% drop, một cái Win Cần Que 30 ngày, một con Dino 30 ngày, một cái Rubin Ticket 30 ngày, một Uptair Win với một rim phù thủy. Ngoài ra được bonus thêm VIP Platinum 7 ngày và một Pet Moon. Gói này cũng được nhỉ. Gói này 2000 GP mà cũng ngon đấy nhỉ. Để xem mấy cái con Pet Book là cái gì nào. Pet này. Pet Moon Egg này. Gói này cũng được á. Được cả nhất là anh em sẽ có Nguyên Cần Que 30 ngày này. Người chơi mới thì mấy cái này rất là cần. À có một update mới nữa mà mình quên nói với anh em là cái Nguyên Cần Que bây giờ, hồi xưa là hình như là level 400 mới mang được phải không? Này. Với lại cái yêu cầu nó sẽ có một hàng giải một loạt giống như yêu cầu cho nhân, nó có thể mang được cho nhân vật là DKBM Đắc Lộc FP tùm lum đấy. Bây giờ nó xóa hết rồi. Giờ không cần mấy cái yêu cầu đó nữa, chỉ cần bỏ lên là con nhân vật nào cũng mang được hết. Với lại minimum level required kìa, 1 kìa. Nó không cần yêu cầu level 400 nữa, mà là chỉ cần level 1 là mang luôn được rồi. Lời á, thì em lời nhiều á. Tiếp nha, chúng ta sẽ đi tiếp đến với cái này thì Nguyên Cần Que có giá đấy, lên giá đấy. Nhưng mà không bao nhiêu đâu vì hiện tại người chơi sử dụng Win Conqueror không nhiều. Đào thải, cơ chế đào thải của game thôi. Rồi, Closum Event này, event của anh Lâm này. Closum Event PVP này, Directive Duty 100% Faction hiệu ứng. PVP Squad, ok giờ chắc nó đưa cái đó vào hoạt động rồi á. Cái đó thì nhất đánh cũng tính điểm phải không anh Lâm? Ngon à, cái đó nó tính thêm điểm cho mấy cái con PVP. Này nó thêm một map mới này. Nó thêm một map chờ mới. Đây. Map Lauren Market. Đây, chờ Lauren. Ở map mới mà. Này, đây. Này quên xem màn hình cho anh em. Map mới này. Map Lauren, chờ Lauren. Nó bắt vô lên đây hết. Mà map này em thì có vẻ nhỏ ấy. Map này không lớn đâu nha. Đi tìm chắc cũng đuối. Nó tránh hiện tượng là cái map event á. Nên nó sẽ có map mới này. Hai Neto. Có cả gamer đứng sẵn đây này. Sợ thật sự luôn. Rồi đi với tiếp cái update tiếp theo xem có gì mới không. Update tiếp theo này. Drop List, Monkey và Summon. Admin trừ quăng, lực làm lại này. Nó không cho tạp để nhìn. Nói chung là hạn chế năng game mà. Drop list thì anh em chỉ cần vào info đâu nhỉ? Đây này, đi đâu nhỉ? Đây, Drop List này, vào đây. Cần vào Khỉ có 3 này anh em, đủ anh Lâm ơi. Khỉ giờ có 3 này, một cái viên úp ring này. Hồi xưa là khỉ là sẽ có enter rồi, có root, có element run, và giờ là thêm một cái revan này này, ngó vải lơ luôn. Giờ khỉ chắc rồi, giờ không tồn tại luôn á. Còn đối với summon này, summon là demon này, thì em thấy có nhân level nhân 1 150 root với Pandora thì cũng khác gì nhiều so với trước. Nó chỉ sửa cái monkey thôi à, monkey nó thêm 3 ban vào. Drop book của sách drop của Titan này, Talalert. Golden Talalert này, cái em nói này này, Titan về Analert Talalert này, nó sẽ là Talalert sẽ có Erohim, khác gì đâu nhỉ. Golden Titan thì 30 triệu, nó sửa gen. Nó sửa gen thôi. Gì nghe chán vậy? Được còn van cam rồi ải người thì còn được. Golden Kundun. Golden Kundun này. Cái cuối này. Giờ 7 ngày rồi này anh. Win Power này. Hồi xưa là mình là Win SD phải không? Win debut. Angle of debut phải không? Cái này ngon nhất này, cái Golden Kundun này. Nó sửa thành con sơ vàng 7 ngày. Hồi xưa là hình như chỉ có được 1 ngày hay 3 ngày chứ mấy. 1 ngày thì phải. Ở đâu? Một ngày là cái box của Evolution. Evomon là bốc 1 ngày, còn Golden Kundun hồi xưa là hình như được 3 ngày, giờ nó tăng đến 7 ngày này. Còn hồi xưa là Nguyên Cần Que giờ nó sửa lại thành Win Power này, Win này mạnh hơn. Rồi 30B, 30 sụt, 10 Harmony với 5 cái Bullet Grid. Giờ là sẽ không có Taylor nữa, Talisman là không có Taylor để boost SP nữa, không có gỗ nâu nữa. Xóa rồi, phải bỏ tiền ra mua. Đâu nó vẫn mạnh hơn quần cuối chứ ấy, ít nhất là nó mạnh hơn quần cuối chứ nhỉ. Bây giờ set Lucky là luôn là cộng 7, không có lúc hay may mắn gì này hết, để nó mở rộng cái phần cái mục cộng 15 của cái gọi 2000 GB. Xóa bỏ cái yêu cầu sử dụng của Nguyên Cần Que với set Lucky 2 này, hồi nãy nói rồi này. Nó xóa đi set Lucky 2 yêu cầu một level 150 với Nguyên Cần Que là level 400, giờ là level 1 sử dụng được rồi. Đang xóa dần cái VIP đồng và VIP bạc này. Đồng với bạc sẽ dần là nó sẽ không bán nữa, mà nó chỉ bán một gói VIP Platinum với VIP bạc thôi. Và VIP Platinum sẽ được làm lại này, nó được làm lại cái phần thưởng khi mà anh mua VIP Platinum á. Mà em thấy nó chẳng có khác mẹ gì, vẫn là 30 giờ tăng thêm 50% SP khi mà ở server VIP, 40% drop với 25% của dam, thêm ẩn được 7% của tỷ lệ úp đồ khi mà xoay tao. Đây anh thấy có tag in game này, nó thêm cái mục tag in game của VIP Platinum này và Platinum Server Asset này, nó được thêm vào hai mục này này, đúng không anh? Anh thử mở lên, anh mở cái tag in game của anh lên xem. Mấy cái này thì nó giống như cũ rồi, tất cả mấy cái này đều giống như cũ hết. Ví dụ như em giờ hiện tại đang vào con BM này, em vào mục Penal Contra này, anh kéo xuống nha, sẽ có switch tag này, VIP tag display này, đấy em muốn nhập vào đây, tiếp tục anh kéo xuống thì nếu như mà anh có VIP là nó sẽ có hiện ra ở đây. Do em chưa mua VIP này nên nó không hiện ra. Anh vào cái mục này nó sẽ có một cái mục cho anh mở tab lên, Em đi sang thì anh này. Click, à thoát game này. Em phải thoát game ra nữa nhá, em đang treo. Thoát game ra nữa nó sẽ có cái hiện. Rồi em tỉ em chọn lại server chứ. Em cho con BM chọn lại server rồi anh xem luôn nhá. Rồi, để em reload lại. Đây anh thấy không? Đây là thông tin VIP này. Thời hạn của em là đến ngày mùng 3 tháng 5 hay mùng 5 tháng 3 năm 2022 này, 10:32 này. Trạng thái này inactive là không được thêm vào này. Anh nếu như anh có thì anh đi ra kích nó vào các thứ. Website này, website thay đổi này, có thêm cái mục hồi nãy em nói này, enable và disable này, VIP tab, VIP Platinum này, bật hoặc hiện cái tác VIP Platinum lên trên đầu này. Càng ngày càng thương mại hóa nhá. Kiểu này là kiểu anh em là có VIP là chỉ cần bật lên một phát là đấy địt mẹ bố mày là có VIP này, đúng không? Là thiên hà liên. Thêm vào một cái trang thông tin về VIP và thời gian sử dụng này, giống như em hồi nãy đến tháng 3 ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022 đấy. Và khi tạo một tài khoản mới sẽ được thêm vào 7 ngày VIP. VIP đồng, VIP bạc. Rồi đấm em thấy. Rồi để bật màn hình của Mr. Lâm lên nha. Đây. Ôi địt mẹ đẹp. Vãi lìn mày. Đẹp thế. Đợi tí em lấy BM em về. Để em tí nha. Để em chuyển màn hình qua con BM này. Cái tạc của nó hơi to nhỉ, cái tạc VIP Platinum nó hơi to. Cái tạc hơi to. Đúng kiểu bố mày có tiền luôn á. Đùa đợi tí anh ấy, để em làm xong cái để em làm xong cái review về cái patch update này cái đã. Để em tí nhá. Để em tí. Rồi tiếp tục quay lại cái lốc xong rồi phá nhau vậy lắm. Thực chất là đánh đéo lại rồi. Mẹ có cả rông cả đồ ai chơi lại. Rồi hít tiếp cái công thức tính của cái Berserker về lại .net của cái búp ạ. Cái búp tăng width dam và khu dam của con sum nữa á. Cái tiếp theo là cái detection bit. Cái detection bit là cái skill do quái. Hồi xưa mình test ở cái server speed là cái skill do quái này của con Slay là nó bị lỗi. Nghĩa là anh em do trên màn hình chính á thì nó có, nhưng mà chạy đến thì nó không có quái. Nên cái này nó mình vừa fix xong, mình cũng chưa test xem thử. Có thêm tin nhắn có sụt tại tập sửa này. Fix thêm event là drop ranger với lại một số vấn đề khi mà anh em không vào được thì phải. Đây này. Và bị xóa bỏ PT sau khi rời khỏi event. Thêm cái tỷ lệ đòn đánh của Sword Blow à? Really? Chỉnh sửa là tăng thêm hay giảm đi này. Tiếp tục này, cái win hồi xưa cái win của mình hết hạn, nghĩa là giống như cái win cần cô của mình mang một ngày phải không? Sau cái hết hạn nhưng mà anh em không tháo xuống thì nó vẫn tính cái điểm cộng with dam hay là cộng đẹp vào cho anh em, nhưng mà hiện tại là nó bị xóa đấy nha, anh em không tận dụng được cái lỗi đó nữa. Tiếp nữa là skill Giga Storm, skill thả thiên thạch của Merger. Skill này cũng được sửa, mà không biết là tăng lên hay giảm xuống lượng đám hay là death skill. Cái này thì anh em nào chơi Merger thì phải test kỹ lại. Invasion skill này, Innovation này cũng có Slay luôn. Slay sẽ được chỉnh sửa 2 lần này. chỉnh sửa là cái điểm mà khi mà sử dụng búp, áp dụng thêm hiệu ứng lựa chọn búp này, xóa bỏ búp. Để, ôi lắm đâu nhỉ, anh Lâm quay lại quấy lắm ơi. Ở trên đó là tất cả những cái gì mà về update mới của cái season này, mới ra của ngày hôm nay, đúng buổi chiều luôn. Giờ để